Thời học sinh, có lẽ đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của đời người. Kỷ niệm về thời học sinh là những hồi ức đẹp nhất, trong sáng nhất. Những kỷ niệm ở cái độ tuổi vô lo, vô nghĩ lại là những kỷ niệm mà ta dành cả đời để nhớ, để mong được quay trở lại. Em, Triệu Thị Kim Oanh, là một học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú Mang Giang, sắp phải rời xa mái trường mến yêu mà mình đã gắn bó suốt 4 năm trời. Chưa một định hướng gì cho tương lai, nhưng những hồi ức, kỷ niệm về ngôi trường mình yêu cứ dần dần hiện hữu trong trái tim em, rồi lắng đọng lại thành một nỗi buồn, sự băn khoăn ở sâu mãi trong lòng. Những ngày ở trường, vì là một cô gái không giỏi các môn thể thao nên em rất lười ra khỏi phòng vận động. Hằng ngày, vào những buổi chiều không học, nếu em không ngủ thì cũng là chơi điện thoại đến hết buổi. Mệt mỏi, chán nản là cảm xúc thường ngày của em. Cho đến một ngày, thay vì làm những điều vô bổ, em đã lên thư viện để đọc sách. Và rồi, em đã tìm được một người bạn tinh thần cho chính bản thân mình. Một người bạn đã giúp em định hướng được tương lai. Người bạn đó là cuốn sách mang tên Ký ức học trò. Ký ức học trò là cuốn sách tuyển tập 60 câu chuyện ngắn về tuổi học trò. Mỗi câu chuyện là của một tác giả, nên khi đọc sách, ta thấy trong mỗi câu chuyện là một nét văn riêng, một cuộc đời riêng, một thế giới tưởng tượng riêng của mỗi người. Những câu chuyện trong cuốn sách xoay quanh những chủ đề như tình bạn, tình thầy trò, tình yêu học trò và ước mơ cho tương lai. Là những câu chuyện về tình yêu trong sáng, thơ mộng, về tình bạn khăn khít, yêu thương, tình thầy trò đáng yêu, đáng kính. Là những ước mơ nhỏ nhoi về tương lai, ước mơ được đi học, được đỗ cấp 3, đỗ đại học. Mở quyển sách ra, chúng ta bước vào thế giới học trò ngây ngô, đáng yêu, những tháng ngày cùng nhau đạp xe trên con đường nhỏ, những ngày cùng đám bạn rong chơi trên đường về nhà, những tiết học bổ ích bên thầy cô, tất cả gói gọn trong những câu chuyện như bức tranh có ngôi nhà ngói đỏ, năm tháng 9, ngày xưa ta đi học, mùa hè gọi tên, vân vân. Mỗi câu chuyện đều mang những nét riêng của mỗi tác giả, mang những hồi ức riêng của tuổi học trò mà tác giả chỉ mong muốn được quay trở lại. Bên cạnh đó, cũng có những chuyện nói về những ước mơ, những hoài bão cho tương lai như mùa hè gọi tên, ngày con thi đại học, cô giáo của cuộc đời con, nói lên những ước mơ, hoài bão về tương lai của tác giả, như đang nói với em rằng hãy tự tin với con đường mình chọn, mạnh mẽ để bước tới ước mơ, không bao giờ bỏ cuộc như những người trong câu chuyện. Gấp lại quyển sách, em bước ra khỏi thư viện rồi nhìn lại khoảng sân trường râm ran những tiếng ve ca, nhìn lại ký ức 4 năm cấp 2 tươi đẹp và nhìn đến tương lai mai sau của chính bản thân mình. Sau này, em cũng sẽ giống như những tác giả của các câu chuyện trong cuốn sách. Em cũng sẽ bay cao, bay xa trên con đường trưởng thành của mình, để lại đằng sau những hoài bão, những kỷ niệm về tuổi học trò yêu dấu. Ký ức học trò là một quyển sách hay. Nó gần như đã đánh thức em. Nó đã nói với em rằng chúng ta không thể bỏ qua những kỷ niệm đẹp bên bạn bè, thầy cô để cứ đắm mình vào thế giới ảo được. Nó cũng đã giúp em định hướng về tương lai chắc chắn hơn so với quyết định của mình. Giới thiệu thêm cho các bạn về các trang web đọc sách online, những thư viện sách điện tử để các bạn có thể tìm đọc mọi lúc mọi nơi. Đương nhiên, em cũng sẽ chỉ cho mọi người cách đọc sách sao cho đúng, cách lựa chọn sách nào hay để không phải tốn thời gian cho việc đọc những cuốn sách vô bổ. Khuyến khích các lớp tạo riêng cho lớp mình một giá sách nhỏ treo trên tường để các bạn có thể đọc sách trong giờ giải lao. Và em còn muốn làm rất nhiều việc hơn thế nữa. Qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, nó như một cầu nối giúp em thực hiện được mong muốn kéo sách lại với con người, kéo con người ra khỏi hố sâu hư vô. Em rất mong muốn mình có thể góp phần nào trong công cuộc đưa văn hóa đọc trở lại, để tất cả mọi người có thể tìm thấy những điều tốt đẹp đã được cất giấu từ rất lâu trong những trang sách, chỉ chờ có người mở quyển sách ấy ra. Em nhất định sẽ dùng hết sức mình để mọi người có thể tìm thấy những điều đẹp đẽ của cuộc sống bên trong những thế giới nhỏ cầm trên tay. Em muốn làm những điều thiết thực nhất bằng tất cả khả năng của mình. Em sẽ khuyến khích các bạn quyên góp sách cho thư viện, cho tủ sách ngoài trời, cho những nơi ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn,
em sẽ rủ các bạn cùng đọc sách, giới thiệu cho các bạn những cuốn sách hay, bổ ích để các bạn tìm đọc, tuyên truyền cho mọi người biết thêm về văn hóa đọc để mọi người nâng cao nhận thức của mình về văn hóa đọc, khuyến khích mọi người làm thẻ thư viện để mượn sách về đọc, lập thời gian biểu cho các bạn, trong đó có thời gian đọc sách. Đối với em, việc đọc sách là một điều rất quan trọng. Mỗi khi đọc sách, em như thả hồn vào từng trang sách, như đang tìm thấy một thế giới mới chỉ có mình em. Em tìm được rất nhiều niềm vui trong những cuốn sách, nhưng rồi em thấy dường như giới trẻ hiện nay đang dần lãng quên đi văn hóa đọc. Bạn bè em bây giờ cũng chỉ đắm mình vào thế giới ảo hư vô, hồ sâu của công nghệ. Em không muốn văn hóa đọc bị lãng quên, không muốn những điều tốt đẹp trong trang sách, những tri thức quý báu của nhân loại bị vùi lấp dần. Rồi cứ thế, những điều tốt đẹp lại bị thay thế bởi những tri thức hư vô, chẳng biết thực hư của thế giới ảo. Vì vậy, nếu được chọn, cho dù là không được chọn làm đại sứ văn hóa đọc đi chăng nữa, em vẫn mong muốn mình có thể kéo gần khoảng cách của con người và sách. Em rất mong muốn có thể góp được phần nào trong công cuộc đưa văn hóa đọc trở lại, để tất cả mọi người có thể tìm thấy những điều tốt đẹp đã được cất giấu từ rất lâu bên trong trang sách, chỉ chờ có người mở cuốn sách ấy ra. Em nhất định sẽ dùng hết sức mình để mọi người có thể tìm thấy những điều đẹp đẽ của cuộc sống. Một quyển sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.